Đây là điểm gửi xe nằm trên phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Theo bảng niêm yết, mức giá gửi xe máy vào thời điểm ban ngày là 5.000 đồng một xe. Nhưng thực tế, người dân đang phải trả mức giá cao hơn gấp đôi. Giá vé vẫn thế, 7.000. Có in giá không? Không in giá. Thực ra thì lên phố chơi thì phải đồng ý thôi. Nên gửi xe thì 10.000, giá cũng hơi mắc một tí. Đây cũng là tình trạng chung trên một số tuyến khác của thủ đô. Thậm chí có điểm trông giữ xe còn thu cao hơn gấp 3 lần với mức giá quy định. 20.000. 20.000. Có chỗ 30.000 kìa. 20.000. Không ghi giá. Theo phản ánh của người dân và du khách thì việc thu tăng giá vé này diễn ra khá thường xuyên, nhất là vào dịp lễ Tết và cuối tuần khi có phố đi bộ. Có những đơn vị đã bị xử phạt nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy định. Đơn vị cũng đã có một số lần bị phạt và anh em cũng đã bị kiểm điểm và cũng bị xử lý. Đấy là tình trạng ấy là có. Thế thì công ty cũng phải rút kinh nghiệm và chấn chỉnh cán bộ thường xuyên nhiều hơn nữa. Để siết lại trật tự, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã có nhiều chỉ đạo tới các quận, huyện, trong đó yêu cầu các đơn vị, nhất là các quận nội thành, phải đẩy nhanh tiến độ, xóa bỏ các điểm, tụ điểm có tình trạng để xe bừa bãi, thu giá vé cao, đồng thời kiên quyết xử lý thu hồi giấy phép hoạt động đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Chúng tôi đã đề ra những cái nhiệm vụ từ nay cho đến Tết âm lịch để triển khai lập lại cái trật tự đô thị ở trên địa bàn quận. Và đặc biệt đó là cao điểm vào cái dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Nếu như mà bãi xe nào mà cố tình và không chấp hành thì chúng tôi sẽ xử lý và báo cáo với các cấp thẩm quyền để có thể rút giấy phép. Hy vọng rằng với các biện pháp mà Hà Nội đưa ra được thực thi một cách nghiêm túc để góp phần xây dựng một thủ đô văn minh trong lòng người dân và du khách, nhất là vào dịp Tết đến xuân về.